哎呀，这个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 ，这
Chào quý cô bác anh chị, bây giờ thì tụi mình đang đến ngã ba Ông Sóc rồi. Ngã ba Ông Sóc đây rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Thì anh bảo là không phải đi đường 76 mà đi thẳng đường C10. Rồi, ok. Đấy là đi thẳng, đâu phải rẽ trái. Đi thẳng. Cái con đường để mà đi vào cái chỗ phát gạo đi cũng cực khổ lắm các bạn ơi. Nay thì sẽ chở xuống để mai để bốc lên máy cày. Đây những cái cánh đồng lúa. Chính đường như này đi lại còn ngon hơn lúc nãy anh nhỉ? Ngon hơn cả đường nhựa. Thà cứ làm bê tông với anh em dễ sửa. Đây, những cái máy cày này. Được đường như này mà đi cũng ngon. Lại đi trước mất. Cái đấy kia là trồng tiêu chứ đúng không? Tiêu đấy, tiêu. Tiêu. Đây là cà phê này. Sát đây. Em còn chưa nhìn thấy cây cà phê cơ. Đấy, cây cà phê nhỏ nhỏ đây. Yeah. Em không biết luôn, chưa nhìn thấy lá cây cà phê là thế nào. Bây giờ nó có quả đây. Gần chín rồi đấy. Đây thì thưa quý cô bác anh chị, bây giờ Tuấn Dương đang trên đường đi đến cái điểm tập kết gạo để ngày mai còn phải chở một chuyến nữa nhé. Trong cái hành trình này nữa là chở đi phải nói rất là cực khổ, vào các cái vùng sâu vùng xa. Đây chùa chiền cũng chẳng có đâu các bạn. Thấy các anh chị nói là thiên tai thì lớn mà cũng hay bị mất mùa. Ở đây thì bây giờ thanh niên thì đi hết, chỉ còn ông bà già ở nhà thôi. Thanh niên thì về thành phố, các cái thành phố lớn để làm công nhân, rồi làm thuê, mướn. Nhiều chị bán hàng cho biết là bán hàng ở đây cũng không có được tốt, bởi vì những cái người mà chi tiêu nhiều tiền thì họ đi hết rồi. Đó, đây bây giờ đi tới đây đường đất rồi. Mà đây nó có các cái ổ như là ổ voi ấy. Đường rất là xấu, xấu như con gấu luôn. Chiếc xe đã được phủ bạt rồi. Đây các bạn ơi, đi vào. Đây,
thoảng cũng có những ngôi nhà ở đây thì thường họ làm nhà có một tầng thôi. Đây và bây giờ đang là 17:06 nha các bạn. Đây những cái cọc này họ làm để trồng cái cây tiêu đấy các bạn. Cột bê tông sau đó họ ép gạch, dán gạch vào sau đó để cái cây nó sẽ trồng nó quấn quanh cái đó. Đây họ còn trồng cả bắp nữa. Đây nhà ở đây mà họ tính đất thì họ bán như thế nào anh? Rẻ là khoảng bao tiền một đấy? Ờ, như ngoài anh mét, mặt đường là bao tiền một mét anh? Như anh hiện tại là 200, hơn 200. 200 triệu một mét. Mà mét là mét dài đấy. Mét đấy, đúng rồi. Vâng. Mà thường cái khổ đất thì nó dài khoảng bao nhiêu mét anh? Dài khoảng 100 mét đấy. 100 mét thôi dạ. Đây mấy anh em đi cũng có lẽ là cả tiếng đường rừng rồi, còn chưa đến cái nơi tập kết gạo rồi. Và bây giờ trời đã mưa rồi. Đi quanh co hết cái nương này lại đến cái dãy kia. Bây giờ vẫn đang trên đường đi đến cái nơi để mà tập kết lương thực thực phẩm để ngày mai phát. Rất là may khi mà đi về tới Đắk Lắk này thì nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của các anh em. Thì nếu không thì không biết xoay sở ra sao. Hy vọng là ngày mai thì mọi việc sẽ suôn sẻ, vì cái hành trình mà mang lương thực thực phẩm đến giúp bà con thì còn rất là cực khổ các bạn. Giờ lát xíu là phải mang tới cái điểm tập kết rồi để xuống dưới đó, rồi ngày mai là phải bốc lên xe, là bốc lên cái máy cày để kéo vào trong. Chứ không bốc lên máy cày xe tải không vào trong được, vì đi đường rừng thì nó lầy lắm các bạn, không đi được. Và trời vẫn đang mưa. Nói đây là một cái chuyến phát quà tôi đương nghĩ rằng rất là ý nghĩa, mà cực khổ nhất từ trước đến nay. Chắc là chưa có cái đoàn từ thiện nào làm cái chương trình như thế này. Cái chi phí vận chuyển và cái công sức tôi đương nghĩ rằng là nó không biết bao nhiêu tiền mà tính nữa. Giờ trời vẫn đang mưa. Các bạn biết rằng là đi lên các cái vùng rừng núi này vận chuyển hết sức là khó khăn. Mình sẽ tạm dừng đây lát xíu này, bật đèn pin để cập nhật tình hình cho các bạn nhé. Bây giờ các bạn ơi, xe bây giờ đã chở tới rồi, mấy anh em sẽ chuyển cái đồ này xuống để đây, là ngày mai sẽ chuyển lên máy cày để kéo vô trong bản. Trời mưa quá nên là hơi bị khổ. Đó. Rồi. Hai đứa con gái nào chứ không phải hai đứa đang đứng đây. Đúng không? Nó đóng. Cái này là bao nhiêu phần? 400 phần à? 400 phần á hả? Ở trong có mì gói nữa. Nếu là bỏ cái chai, mấy cái chai nước lọc thôi.
Sao máy cầy đâu xếp mà em, máy cầy cầy để đâu rồi? Máy xếp để ở đâu được, máy cầy nó trống mà. Hay không, máy cầy nó không có không không bạc kè. Máy cầy trơn khô tời chứ. Có tời không? Khỏe lắm nhưng mà không có nhỏ. Không có tời sao đi? Công nông có tời mà. Có tờ thì đi được chứ sao? Để đi công nông chứ đúng không? Chứ đâu có cái máy cày. Máy cày luôn công nông mà. Ủa? Đủ con bì đây sao lại gói này rồi? Cái này sẵn hàng như thế này. Quên đi anh em có mà để quên mất đi rồi. Ủa thế? Vừa ủng hộ ta báo cả đơn mình vừa lại hay chứ. Thôi lần sau mà làm này đâu cần giả tiền hết. Nhớ nhất kinh nghiệm. Hôm qua là mới đặt xong cái là mới ngựa ra là mới nhớ. Về đây mới nhớ mà. Chúng ta đặt ở đây như mì đồ các thứ là... Sau đặt cả gạo biết đặt luôn đây. Nếu cái điểm nào đặt gần nhất. Không. Mai là mình cho bên kia họ giúp mình cái vận chuyển nữa. Còn nói rồi, em nói rồi. Nếu mà đường mà khó mà ấy không nghĩ được thì kêu anh dân nó ra để chung nó vận chuyển như này. Ra đến chỗ nào? Đến ngay cái chỗ con đường đi qua cái đò. Mưa to thì phải đi qua đò nhưng mà nay nước đò nó xuống là mình mới bỏ đi đấy. Xếp cẩn thận chứ. Chúng ta sao bê rồi. Nhanh lên. Đấy. Ổn nước kìa. Ủa bao gạo này mình tiết luôn đấy. Đẩy cho nước. Đẩy nước ra đi, đẩy nước ra báo. Đẩy đều cho ra ngoài. Đẩy ra được thì mình xong không á, đẩy đi trước rồi nó bật nước đúng không ạ? Đó, đi đâu vậy? Cái bản này tốt nhỉ, mày mua 2 năm rồi vẫn đang xài được không? Mình là người dân nổi tiếng à, mình là người dân tộc đây, nhưng mà mình dân tộc Kinh à. Cái
nào nhân viên ở dưới không bằng hai nhân viên ở trên thế nào ấy nhỉ? Đây là chấm đường. Nói không? Đâu. Lúc chiều ném lên thì sao nó nhẹ nhàng, nó giờ nó nhẹ nặng nhàng. Cơm. Cơm rồi. Hả? Đó thì xuống ăn cái gì đi em? Mình lên tiếp. Cái hiền chắc cẩn nặng nha để nó sụp xuống. Cái này nó hơi mỏng. Lần lần tao nó đi giúp người đủ quá kia ngạc nhiên. Mày mới giúp luôn. Ai? Mấy tao nữa nhỉ? Nó là ngạc nhiên đi giúp người. Để lưới bên đấy đi ạ. Nè bên đây này đi Hiền, để bên đây rồi. Để sát vô luôn. Đấy. Lâu lâu phải thể dục đi bác ạ, nó mới khỏe được. Về đây là phải làm cái gì nó phải nhớ chứ còn phải làm mà quên thì đây rồi, cả làm được được. Hết bệnh chưa? Nè. Đợi tay không? Mỏi chưa? Chưa hả? Vẫn còn sung. Con gái, kể cả con gái con trai không lần ngại. Xông pha ginh gạo. Đây, em đặt. Chuyền tay, chuyền tay. Em ôm gạo nhé, đừng ôm anh nhé. Này, ôm gạo nhé, đừng ôm anh. Anh là trai là có vợ rồi. Anh là chị không? Biết. Cái này tôi mới lấy cái đâu đấy. Không được mai ăn. Có hai bao ở dưới này, không biết gì hết. Nè. Thì gạo lại, gạo và mì tập kết ở đây. Đợi đến ngày mai lại sẽ chuyển sang một cái xe khác. Mấy đổ nước này uống rồi. Ở trên đường về thì xe lại không có nổ máy à. Không, mấy anh muốn tổ tài đó mọi người. Hết bình rồi mấy anh em lại phải mình thì có đẩy, một tay mình phải dùng một tay để đẩy xe để đẩy cái xe này cho nó chạy vào được chưa? Ba người đủ không? Đéo lại ôi ba rồi ta rồi hai ba rồi đây 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 đó phải đẩy xe hơi nha các bạn. Đấy đấy nổ rồi. Đấy, 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 đấy. 2, 3. 2, 3. Rồi đây. 2, 3. 1, 2. Vào số, vào số. Vẫn chưa nổ vậy. 1, 2, 3. Nào. Ui. Thôi để kệ nó thôi vậy. Bác bình của A Báo vào. Sao? Em à, mình đủ tua mà. Chưa đủ tua gì? Thôi bây giờ đẩy nhanh một lượt nữa nào. Giờ mới nổ máy được rồi à. Đúng là đẩy chồng hết cả phao câu lên trời. Đẩy xe mà chồng hết cả phao câu lên trời à các bạn. Quá mệt luôn.
Đây các bạn ơi, bây giờ đoàn xe thì đang khởi hành để đi về nhà của Cường bạn của mình. Thì các bạn thấy là trời thì tối đen như mực và đường thì lầy lội rất là xấu á. Bên ngoài thì ếch nhái kêu oàm oạp ồm ộp. Dự kiến sẽ đi cái đường rừng này chắc cỡ khoảng 30 cây số thì mới về đến nhà. Bây giờ anh em sẽ về rồi tắm rửa rồi mới ăn cơm. Sau đó thì ngày mai rồi mới tiếp tục đi tiếp để phát quà. Ngày mai sẽ đi sớm và đường đất ở đây rất là lầy lội. Đây chưa có đường nhựa các bạn đấy, thấy các cái lốp xe, ôi cái cửa kính cửa kia nó còn bung ra kìa, nguy hiểm quá. Cái đường thì rất là lầy lội nha các bạn. Ở đây phải cái xe kia thì nó lại hỏng cái hệ thống đèn này, nên là phải xe đi sau để chiếu đèn cho cái xe hàng trước để chở. Đó. Thế thôi, mình sẽ tạm dừng cái phần cái hành trình mà chuyên chở gạo rồi nhu yếu phẩm đi vào đến cái nơi tập kết, rồi ngày mai sẽ đưa lên công nông hoặc là máy cày. Để sẽ có hai phương án đi. Một là sẽ đi theo cái kiểu là đi nếu mà nước lớn thì sẽ đi đò, đi phà qua. Còn nếu mà nước mà không lớn thì sẽ đi máy cày hoặc đi công nông. Đó, sơ bộ vậy để quý cô chú anh chị dễ hình dung ra cái chuyến phát quà lần này rất là khó khăn, gian khổ.